Hi, xin chào các bạn, mình là Thám tử Hôn Nhân gì nha. Chào mừng quý vị bạn đang đến với chương trình Thám tử Hôn Nhân. Và ngày hôm nay tôi tiếp tục lân la đi khắp mọi nơi để lân la vào những cuộc tình, những cuộc hôn nhân để xem hôn nhân của họ như thế nào. Ngày hôm nay Thám tử Hôn Nhân đã có mặt ở một cái shop hoa rất là đẹp để xem ở đây có hoa mai và hoa đào không nha. Ủa, mà quay phim, khách mời tới chưa? Hey, chán trường ghê, lúc nào cũng vậy hết, khách mời luôn luôn là người tới trễ. Ha, được rồi, sẽ có một hình phạt dành cho khách mời ngày hôm nay. Dạ em chào chị. Chào anh. Ở bên đây mình có hoa mai, hoa đào không chị? À, dạ có. Hoa mai, hoa đào có luôn? Dạ có, tiểu túc cầu, có tuyết mai và có hoa đào. Có tuyết mai luôn hả? Tuyết mai là nào vậy chị? Dạ, ở tuyết mai là ở phía trên. À, cái hoa đó, còn đào là nào? À, đào đông, mình có đào đông. Đào đông. Chị ơi, ngày hôm nay em có hai khách mời mời tới đây, nhưng mà bây giờ hai khách mời tới trễ. Bây giờ em muốn kiếm cái loại hoa nào mà khi mà phối hợp với nhau á, nó thật là khó. Để cho mà cái thử thách dành khách mời của em, bây giờ chị tư vấn thử coi em sẽ lấy bông nào thật là khó để em đưa ra thử thách cho khách mời của em chị. À, rồi, mình đi lên trên ha. Dạ. Hoa này là hoa đào đông. Đây là hoa đào đông. Ôi đẹp quá vậy, nó như bông giả ha. Dạ đúng rồi. Đào đông. Đúng rồi, thân của nó là thân gỗ, nó rất là bền. Rất là bền. Dạ đúng rồi, nó rất là bền. Thì cái đào đông này mình có thể là chân tươi xong rồi chân khô. Khi mà khô nó màu gì chị? Nó đen. Đen hả? Ừ. À, cũng có khi nó sẽ vẫn giữ được cái màu nhưng mà đỏ, đỏ vàng, đỏ thẫm. Dạ. Dạ. Đào đông nè, rồi đào gì đông. Đó? Mau lương thì cũng thấy cái bông hoa nó cũng tròn tròn ha, thì nó thể hiện cái sự tròn đầy, nó cũng thể hiện được sự may mắn. Nó có nhiều màu, màu đỏ, màu cam, màu trắng, nó có cả màu vàng, màu tím, màu hồng. Nó chị, cái này thường mình cắm vô vỏ hay là cắm vô những cái ly như thế này thì chị? Thông thường thì Tết á, mình sẽ hay là thả bình hoa, nó có cái độ tươi nó lâu hơn. Dạ rồi, em cảm ơn chị chủ rất nhiều cho em order như đây hoa nha chị nha. Rồi. Cảm ơn chị, bye bye chị. Dạ. Như vậy là tất cả nguyên liệu đã có rồi. Hai khách mời ơi, ngày hôm nay thử thách rất là khó nha. Phải công dung ngôn hạnh, cắm một bình hoa thật là đẹp để chưng Tết. Quý vị hãy chờ nhé. Trời ơi, có bao giờ đẹp đâu mà sao ông xấu? Là ông xấu hết. Ông xấu từ cái ngày em quen ông đến cái ngày mà em ở chung với ông, đến ngày em lấy ông, đến bây giờ 12 năm ở chung với nhau, chưa có một bao giờ mà em thấy coi như là đẹp. Những cái nếp na hàng ngày của ông đẹp hết á. Quá trời, thấy ta tật xấu mà cũng cứ người ta. Vậy là cũng mê cái tật xấu người ta rồi. Một á, là anh lấy vợ xấu. Hai là anh lấy vợ đẹp phải chấp nhận. Tại vì anh phải vui là vì vợ mình đẹp. Đúng rồi. Và mình có người vợ đẹp và người vợ mình yêu thương mình là mình phải mừng. Còn mà mình ghen mình sẽ mất vợ. Tại sao giờ mới tới vậy hai cô kia? Mày tám. Tôi là tôi biết hai người rồi. Nhưng mà khán giả nhiều khi có người biết người không. Vậy bây giờ hai cô gái xinh đẹp hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi nào. Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Hải Yến. Mọi người trước đây hay gọi là Hải Yến Idol. Nhưng mà theo nhiều năm hoạt động thì bây giờ Yến đã cắt tách riêng cái chữ Idol đó ra rồi. Xin chào quý vị khán giả, Trì Mẫn Như rất là vui khi hôm nay có mặt trong chương trình Thám tử Hôn Nhân. Bên đây là idol, còn bên đây là gì nè? Dạ, Trì Mẫn Như thì vừa qua đã tham gia chương trình Duyên Dáng Bolero. Duyên Dáng không? Thì tự cảm thấy mình duyên dáng. Áo quần hay quán quần? Dạ, áo quần. Ở nhà là hai chị em có công dung công hạnh không? Nhà cắm bông, cắm hoa, nấu đồ ăn đồ này nọ không? Nấu ăn thì có, nhưng mà hoa thì ít lắm. Ít lắm, vậy ngày hôm nay sẽ có một trải nghiệm dành cho hai bạn. Là hai bạn sẽ cắm một bình hoa thật là đẹp, thật là tươi. Để mùa xuân về mình trưng trong nhà mình không? Để cho đẹp nhà mình. Và đặc biệt là những bông hoa đây mang những ý nghĩa rất là riêng. Mong cho gia đình mình sung túc và hạnh phúc. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy bây giờ không chần chờ nữa, chúng ta cùng nhau cắm hoa. Yeah. Vô. Ê, gì à? Ê, chị à? Chị à? Cái gì cũng ly, cái đó cho mình bông đi hai chị. Này hơi to thôi, nhưng mình tưởng là ưu đãi đặc biệt cho mình. Rồi, em để đây nha, để che mặt nha. Nè, để đây nha, đây có mình cắm bông này nữa nha không? Ê, tôi như bé ở đợ luôn ha. Nè, để đây nha không, để che mặt nha không, cần gì nói tôi. Bông này là bông tuyết mai, em biết bông kia tên gì, chị biết không? Biết không? Ai biết mấy bông này? Tuyết mai, bông này bông gì? Tuyết mai này, ly. Ly, bông này bông gì? Bông này là bông gì? Bông này bông hoa, bông này bông hoa. Bé không có duyên dáng nha bé ơi. Thi duyên dáng bolero mà không có hề nha em nha. Dạ, em nghĩ đó bông hoa em. Bông này đẹp nè.
Đây. Wow, đẹp quá. Cái này là đào đông nha. Đào. Ai cần thì hú lần không? Đào. Bây giờ trong khi cắm bông, mình chia sẻ về những cuộc hôn nhân của mình. Những cuộc hôn nhân của mình. Đúng rồi. Hai đứa mình là những. Không có người tới đây cũng ba cuộc hôn nhân cũng có luôn. Rồi bây giờ mình cắm bông đi ha. Bây giờ sẽ hỏi Như trước nè. Như, chồng em có trong nghề không? Đồng nghiệp. Chồng em làm cái gì? Ông xã của Như là làm về nhạc sĩ hòa âm phối khí. Là ảnh sáng tác nhạc Như hát hả? Ảnh phối nhạc. Phối nhạc hả? Vậy là đổi tốn tiền. Đúng rồi đó. Ảnh phối cho đối tốn bao nhiêu luôn. Ảnh phối người ta, còn ảnh phối Như thôi. Trong lúc nói chuyện có được cắm hoa không? Rồi đi, ngày hôm nay anh biết không? Cho em xin hai cành đào. Hai cành đào hả? Đào nào vậy? Đào này nè. Đào này. Ủa rồi Như chồng Như với Như quen nhau trong trường hợp nào vậy Như? Đi hát xong rồi ảnh cũng đi đánh keyboard xong gặp nhau. Xong rồi nhờ ảnh phối nhạc. Thế ảnh phối được bài xong rồi anh đòi phối Như luôn. Rồi ai là người chủ động trước Như? Tất nhiên là ông xã rồi. Đó giờ Như không có đi qua hết trơn. Nhớ cái ngày đầu tiên là ông sao, ông tỏ tình sao không? Thật ra là cũng không hẳn là tỏ tình mà giống như hai đứa có linh tính á. Cái xong là sau này ngồi nói chuyện lại là hỏi ủa anh sao lúc đó sao tự nhiên về quyết định cua này kia vậy. Lấy cái này nha. Cái ông nói đó đi. Tại vì lúc đó là nhờ ảnh phối gấp một cái bài hát mà ảnh rất là bận, nhưng mà không hiểu sao là ảnh vẫn giúp cho Như mặc dù lúc đó là hai đứa chưa có thân nhau. Thế xong là ảnh phối xong thì Như cảm ơn mà ảnh đi ăn. Mời đi ăn xong về cái nói nhắn tin cho Như. Nhắn sao? Giống như là em về nhà chưa? Nay em rất vui được hỏi thăm vui vơ rồi đúng không? Nói xong rồi bắt đầu gọi điện nói chuyện mà nói coi như là nó tới 3-4 giờ sáng rồi. Mà nói không có nội dung mà vẫn vui trong lòng. Đúng, vô nói chuyện kể trên trời dưới đất cái gì cũng kể được hết. Chị là dễ bị lừa đó chị. Còn chị cũng dễ dãi vậy đó hả? Yến ơi, chị thấy gì cũng khó tính khó nết lắm á. Yến là quê Hà Nội đúng không? Em là người gốc Hà Nội ạ. Hà Nội là chồng Yến người miền Nam hay người miền Bắc? Chồng em là người Bắc luôn ạ. Người Bắc luôn. Vâng. Ủa giờ đây hai chồng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Vâng, em ở đây 13 năm rồi. 13 năm rồi. Hai vợ chồng quen nhau trong trường hợp nào mình tập trung mình kể được không? Bây giờ em kể nghe này. Cái trường hợp của em nó khác những trường hợp khác. Chồng em ý là trước đây là hai anh em chơi với nhau, anh ấy làm âm thanh ở Giải Phòng. Em là đi diễn hồi đó mới lon ton 18-19 tuổi, từ đó 18 tuổi đó. Đầu tiên là anh ấy thấy một cái chị bạn của em là ca sĩ đi hát cùng em, anh ấy thấy chị xinh quá. Rồi sau đó anh ấy bảo em là em ơi giới thiệu bạn của em cho anh đi. Em dắt cái chị đó ra, nhưng mà anh ấy biết nó bị su cà na một cái điểm là chị ấy bị ăn hình quá. Tới đi quá ra đẹp. Đi ra ngoài đời thực gặp chị là đúng không? Không nhận ra chị. Cái chị bạn em ngồi đối diện, ông cha em ngồi đối diện hai người. Em ơi chị bạn em đâu? Chị bạn đang ngồi trước mặt anh đó. Trời. Có tẩy trang thôi mà không có nhận ra. Chị quất tới hai tô bún riêu là anh đứng dậy anh trả tiền anh ngán bún riêu à. Thì anh ấy bảo là không bắn súng đến nơi là phải đền đạn đấy em nha. Cái em đi vào Sài Gòn thi Việt Nam Idol năm 2007 là cái lúc mà anh ấy sạt nghiệp, anh ấy phá sản, anh đi ra anh gặp em. Thôi vui vậy. Lúc mà hạnh phúc thì không nhớ tới em. Đúng rồi, phá sản rồi mới nhớ tới em. Đúng rồi. Chắc là biết em sau này kiểu phúc hậu với anh. Nhìn cái tướng em biết phúc hậu rồi, 68-70 kg biết phúc hậu rồi. Gặp em rồi cái đi về thầm thương trộm nhớ em anh. Bằng nhắn tin. Nhắn sao? Nhắn tin cua em lão kia lão ấy kiểu vậy đó. Em chịu không? Bắt đầu chịu không? Chịu. Thì vậy xin nít nha vậy. Đấy, anh ơi. Em cũng dễ dãi em nói chị. Không chị. Lúc đó em ế muốn chết chị ơi. Dạ. Vã quá quen đại gì. Hiện tại bây giờ là em bao nhiêu cháu rồi? Em hai cháu rồi. Em mấy cháu rồi? Dạ một. Quá trời hai bé hai cháu một cháu mà như lận gái 18 tuổi. Khi mà mình lấy nhau về rồi được lòi chật xấu gì ra không Như? Nhiều lắm bây giờ. Ví dụ nè, kể chi tiết nè. Mình cứ nghĩ là mình sẽ là một cái người phụ nữ được cưng chiều. Cái này cái kia, nhưng mà không. Không. Tất cả những cái gì trên thế gian này mình mới biết là bạn ấy đối với một tờ giấy trắng vậy. Không biết gì trên trời. Không có biết chỉ cái gì. Chỉ đánh đàn thôi. Biết mỗi đánh đàn thôi. Lúc mà có bầu cơ là mỗi cái nhà khác xong dọn về ba má chồng ở. Thì mình đóng hết thùng rồi chỉ còn 2-3 cái thôi. Mệt quá nói anh ơi em có bạn tới chơi. Em đỏ đồ vô hết trong thùng rồi bây giờ anh chỉ việc dán giùm em thôi. Nói chuyện với nhỏ bạn đâu cả 10-15 phút. Cái này mày ngưng mày để tao xíu. Trục trặc không nào nói nghe coi. Lê Hoài Hoài phát hiện đứng Lê Hoài Hoài ông cầm cuộn băng keo với cái kéo ông có đứng Lê Hoài xong bảo ủa sao tất cả cái thùng của em đóng á nó khích vô lại như thế này nè mà sao anh đẩy cái thùng vậy nó cứ hở khe vậy này là sao được ta mà bầu thệ nệ đi ra một chân dạng bên nằm chân dạng bên kia ép cái thùng vô dán băng keo qua hay quá trời ơi thấy ta vậy đó. Lúc có bầu mấy tháng em? Là nó 8 tháng rưỡi. 8 tháng là bụng thè lè rồi. Dọn về tới nhà chồng cái thùng chất cao anh ơi lấy giùm em đồ trên cái thùng nó xuống đây cái leo lên lấy xuống xong anh mở ra em cái lấy tay khở từ miếng băng keo khửi cho nó trời ơi thôi ngưng cái rồi em lấy cái chìa khóa mà rách một đường một cái mở ra cái nó ồ hay ta hay quá như là một em bé gì đó mới biết vậy luôn đó làm biến không em ờ
không không có lười biếng, nhưng mà là ảnh quá bận ở trong phòng thu suốt luôn, thậm chí là ăn cơm mà đút cho ăn luôn. Trời ơi, đúng sao, đúng sao. Ví dụ như là 1 giờ là phải tập đen rồi, mà bây giờ đã 12 giờ rưỡi chưa, chưa ăn sáng luôn. Thì mình phải chạy múc nấu cơm xong mình lên, thôi anh ăn đại đi, vừa múc đây đút cho ăn, vừa ăn ổng vừa ngộn. À, vậy anh đang, vô anh ăn đàn đi, là, em đút sao? Đó, đút gì cái nhai. Rồi, nhai được khoảng 5-6 muỗng là nó xương rồi, đánh đến hư sơ hư đâu đây đây không có để xương đâu, à, đây xương gỡ luôn, gỡ ra luôn đó. À, trời rồi lúc ăn xong cái nó thôi thôi vậy được rồi em. Còn em, chồng em có tật xấu gì kể sao mặt em đâm chiêu vậy? Chồng em trước đây làm âm thanh mọi người ạ. À. Từ luôn. Ngày quen em bỏ nghề luôn. Em bỏ nghề luôn. Giờ ông chồng làm em gì? Nói là bây giờ nhà em có một cái loa phát thanh là em được, không cần thiết ông làm âm thanh nữa. Giờ ông làm gì? Giờ ông kinh doanh không? Ở nhà ông có tật xấu gì không? Trời ơi, có bao giờ đẹp đâu mà chồng ông xấu. Là ông xấu hết. Ông xấu từ cái ngày em quen ông đến cái ngày mà em ở chung với ông, đến ngày em lấy ông, đến bây giờ 12 năm ở chung với nhau chưa có một bao giờ mà em thấy coi như là đẹp. Những cái nếp na hàng ngày của ông đẹp hết á. Quá trời, thấy ta tật xấu mà cũng cứ người ta. Vậy mà cũng mê cái tật xấu người ta rồi. Kể nghe coi. Nướng cháy giường cháy chiếu. Nướng cháy giường là cũng nướng hả? Trời ơi, ta nói nhá, em nói thật luôn nha. Bây giờ bữa nay có chương trình em nói nè. Có những cái lần em lột hết quần áo nha. Lột mà không còn sót một cái gì luôn, vẫn ngủ được luôn. Nhiều khi ông biết ông sướng ngủ luôn em. Không có. Vậy hả? Bữa báo cháy không phải một lần, là cháy tại nhà một lần nha. Em ôm cái thằng nhà em hồi đấy, chỗ đó là mấy 6 tuổi rồi. Em ôm nặng muốn chết ra em đập dậy. Dậy, chung báo cháy dậy. Dậy, bế con phụ em không bế được. Chồng em. Đâu? Ai là kêu dậy? Kệ. Kệ. Cháy. Ngủ xong rồi dập cháy sao? Xong rồi anh biết dậy làm gì không? Dậy chi? Dậy đi tìm điện thoại đâu. À. Chậm rồi đó. À là bị chậm đúng không? Là bị chậm. Slow motion đó. Slow motion. Một nha. Rồi cái thứ hai, chậm đến cái độ mà đi pha sữa cho con. Ngày trước là cái thằng lớn như em là nó háo ăn, đói một cái là nó la nó khóc à. Đi ra pha sữa dụ 180 nha, anh ấy đổ này 120 nước. Anh ấy ngồi xuống anh ngắm đúng 120 nước. Dư xíu ông mang đổ ngược ra. Người ta dư thôi, sửa xíu đâu có sao đâu. 123, 24 kể đi. Không, đúng 120 đổ ra. Không, ông này cốt là quá học, khoa học rồi đó. Phải quá nước. Chậm. Là chuẩn. Trời ơi, chậm chuẩn. Nhưng mà chị ơi, rót sợ nước có đau. Quay ra thằng ngồi ngủ mất tiêu rồi chị. Đói quá, liệm đi. Liệm đi. Đó, thứ ba là đừng bao giờ nghĩ đến việc anh làm việc nhà nha. Không bao giờ. Bao giờ luôn, từ đến cái chổi đến cái nồi liêu xong chảo nhà cửa quần áo không. Trong nhà tốt không em? Trong nhà là có trách nhiệm vợ con. Có trách nhiệm vợ con. Rất là có trách nhiệm. Mà không dọn dẹp đồ thôi, dọn không dẹp. Không bao giờ dọn dẹp một cái gì hết, không làm cái gì hết đó, chỉ về nhà là có trách nhiệm con, nướng thôi. Chơi với con. Chơi con lâu không? Không. Không biết chơi. Hôm nay con thích làm gì? Thích đi chơi, muốn chơi đi chơi nhá. Đến đi chơi, cầm điện thoại đi con. Cầm điện thoại đi con. Bố cái còn cái xong. Để đó. Ủa là tưởng nói về tưởng dẫn công viên đồ chơi nhưng mà đưa điện thoại à? Đưa điện thoại cho chơi. À, để còn chồng em không... sao? Chồng em con cái thì sao? Chăm phụ em không? Ông xã em á là bụng về, cho nên là lúc mà mình mới sinh em bé thì rất nói thẳng là rất là vô tâm. Ảnh không có nghĩ là người phụ nữ, ảnh hơi không có tâm lý lắm, cho nên là nghĩ người phụ nữ là sinh rồi thì thôi, không có mệt, không có đau nhiều, hoặc là không có trải qua nên không biết nhiều. Nhưng mà cái qua quá trình là em bé càng ngày càng lớn hơn á, thì bắt đầu thích thương con mà nên chơi càng nhiều thì càng thương con nhiều. Nhà hai chồng hay cự lộn không? Có trận nào mà nhớ tới bây giờ không? Có một trận lanh tanh bành luôn. Đó là cái lúc mà sau khi em sinh em bé xong. Em thấy anh ấy vô trách nhiệm quá. Tức là giống cái kiểu mà muốn làm gì làm ấy. Anh ấy có thể chu cấp tiền, chu cấp kinh tế, nhưng mà anh ấy không quan tâm cái việc là vợ ở nhà cảm thấy căng thẳng như thế nào, hay là con khóc ra sao, hay là có những cái vấn đề gì xảy ra trong nhà, hay là như cái anh ấy không có quan tâm. Đến một ngày em nghĩ là cũng có thể do cái tác động của cái việc mình mới sinh em bé xong thì mình cũng coi những tâm lý bất ổn. Tâm lý nó không ổn cho lắm. Cộng với cái việc là em nói với anh ấy một lần, hai lần rồi mà anh ấy không trả lời. Cũng có nói chuyện với nhau, ngồi lại nói chuyện nhưng anh ấy không trả lời. Nhắn tin anh biết ông luôn luôn là đã đọc nha. Không trả lời bao giờ luôn, nếu có trả lời, ok. Chỉ có hai chữ duy nhất, ok. Không bao giờ có chữ khác ngoài hai chữ đó luôn. Cái cảm giác là ức chế kinh khủng luôn. Mà bây giờ anh muốn như nào? Em không thể nào sống tiếp cái cuộc sống mà suốt ngày chỉ có mỗi một mình em lo quán xuyến hết từ A đến Z, việc gia đình đến việc vợ con đến việc chồng con đến cái việc quan viên hai họ hai bên, bởi vì mình lấy người ta đâu phải lấy mỗi người ta đâu chị. Em cũng bị áp lực cái vấn đề đó. Cái thứ hai là cái thời điểm đó em cũng chưa ổn định về kinh tế nữa. Em bảo nếu như anh cảm giác cái việc mà chia sẻ với vợ con ấy nó khó khăn quá, tốt nhất là mình đường ai lại đi cho em thoải mái, chứ em không phải sống trong cái cuộc sống mà nó ràng buộc giữa hai vợ chồng như thế này, rồi cuối cùng là không đến đâu cả, đằng nào chúng ta cũng bỏ nhau, anh bỏ sớm em đi để em còn đi đường con đường khác. Anh ấy luôn luôn là người im lặng. Sau này có một lần duy nhất vợ chồng em dành khoảng mấy tiếng, 3-4 tiếng một đêm nói chuyện với nhau, anh ấy chỉ nói là tất cả những gì em nhắn, những gì em nói anh ấy đều hiểu hết. Anh ấy không biết trả lời lúc đấy như thế nào thôi, chứ không phải vấn đề là anh ấy không đọc hay anh không hiểu, không muốn nói, và anh không muốn căng thẳng.
anh ấy bảo là anh sẽ cố gắng để anh ấy thay đổi. Căng thẳng đến độ mà như là người chơi thân với em biết mọi người cứ nghĩ vợ chồng em bỏ nhau không á. Không bao giờ thấy liên lạc liên hệ gì cùng với nhau hay là up chung một tấm hình hay nhắc gì đến tên nhau. Thậm chí đi với nhau cũng không thể có luôn. Bao nhiêu lâu? Cũng phải gần 2 năm á. Nhưng sau cái đêm nói chuyện đó thì mọi thứ nó thực sự là hoàn toàn thay đổi. Nó như là một cái lật ngửa trong cái câu chuyện hôn nhân của vợ chồng em. Hay quá, ít ra là trong cái cuộc hôn nhân mình phải cố gắng phải làm cái trận gì đó ngồi lại đúng không? Chứ im lặng không là một cái gọi là nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm á. Ừ. Còn em cưới bao nhiêu lâu rồi? 8 năm. 8 năm. Hơn 8 gần 9 năm rồi. Thì trong 9 năm trời dễ gì mà không có những lần mà xảy ra gọi là cự lộn. Có. Xô xát. Thật ra mà gây lộn nhiều là đúng là cái quá trình mình sinh con. Tại vì cái lúc nào cái hầu như tất cả các cuộc hôn nhân cũng vậy, người phụ nữ sinh con xong người ta sẽ có những cái thay đổi tâm lý và rất là căng thẳng, rất khó chịu. Và cái người chồng thật sự là nếu mà hiểu thương mình sẽ phải chia sẻ nhiều hơn một tí, tâm lý hơn một tí. Nhưng ông xã thì cũng thật ra mình cũng dần cũng nghĩ lại, ảnh cũng đã vô tư như là chia sẻ với Lâm với khán giả rồi, thì bây giờ lúc đó thì ổng còn trẻ con hơn cả thời điểm bây giờ, làm sao mà ổng có thể quan tâm mình nhiều được. Thành thử ra là mình thấy ổng quá vô tư. Đỉnh điểm là một cái sự việc á, ví dụ như hồi lúc mang bầu nhiều việc lắm, như ví dụ như mang bầu đi mình đã rất là đau cái vết xuống em bé đau chưa đó bắt mổ mà xương mình nó đau, nó rạn, nó đau nứt á, mình đi không nổi luôn. Thì mình bảo anh ơi, anh phụ em trà toilet, tại vì kiếm giúp việc không có. Lúc đó kiếm giúp việc là rất là khó, mình vẫn khệ nệ vừa trà toilet vừa làm cho tới gần bé ba tuổi luôn. Có nghĩa là cái những cái việc trà toilet làm nặng hay cái gì trong nhà là làm hết việc nhà rồi, ổng không làm. Có một cái lần nữa là bé được 16 tháng thì vì không tìm được giúp việc mà như phải đi hát trở lại, đi công việc lại thì buộc phải đi gửi nhà trẻ sớm. Trời thì 16 tháng gửi. Ơi đau lòng lắm ha, mình có con biết đúng. Gửi cô. Thì á, cái hôm đấy gửi xong rồi như có một cái lịch để quay sớm ở Tuốt ở Hóc Môn á, thì mới nói anh ơi em đi quay sớm mà ngày mai mình cho con đi học. Thì anh đưa con tới, em với anh đưa con tới trường xong rồi em sẽ đi Hóc Môn luôn, nhưng anh ở lại với con một tí rồi từ từ anh hãy về để con nó đừng bỡ ngỡ nó khóc. Trời. Ông hứa với mình xong tối đi nhậu. Trời đất. Tối đi nhậu. Ông không có đi nhậu nhiều, lâu lâu mới đi. Nhưng mà cái lâu lâu mới đi 2-3 giờ sáng về tới nhà. Trời, mình thấy về tới nhà vậy là mình biết cái kiểu ổng là ngày hôm sau không thể nào dậy sớm nổi, là coi như là mất một ngày rồi. Mình biết không thể nào đưa con đi, không đưa con đi thì làm sao. Mình mới cũng trách anh ơi, anh nói về sớm với em mà sao giờ mấy giờ anh về giờ này vậy. Cái giận cầm cái bình sữa con đang uống gì quăng một cái, quăng ổng quăng cái tức dễ sợ tức em. Cái xong là lúc đó là chị rớt nước mắt. Thấy những người đàn ông khi mà phụ nữ mà sinh xong thì tâm lý của họ rất bất ổn, phải quan tâm họ nhiều hơn, cũng như là phải chia sẻ với họ nhiều hơn để mà mình có thể giúp họ vượt qua được cái khó khăn giai đoạn đó. Thì bây giờ tiếp theo chương trình sẽ có phần rất là thú vị, đó chính là những chiếc lá bài nghịch ngợm. Ở những lá bài này thì có những câu hỏi hoặc là những tình huống, nhiệm vụ các bạn đọc tình huống nó lên hoặc là đọc những câu hỏi nó lên và mình đặt mình vào tình huống đó, mình sẽ trả lời. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ xin mời lá bài thú vị ạ. Ôi trời, bé này. Dạ. Rồi. Người ta hay nói có yêu mới có ghen, nhưng nếu chồng ghen quá thì xử lý như thế nào? Nếu mà bây giờ mà chồng em mà dở thói ghen, dở trứng ghen ra với em ý, thì em mặc kệ luôn. Mặc kệ luôn hả? Mặc kệ luôn, bởi vì như này này, ngay em nói bây giờ mình sẽ không nhắc đến vấn đề ngay từ đầu đi, bởi vì đó là tính chất, đó là công việc, đó là cuộc sống, đó là đam mê, đó là rất là nhiều thứ của em rồi. Mình không thể nào là một cái người phụ nữ dại dột mà hy sinh cái bản thân mình quá nhiều để dành cho một cái người đàn ông họ hoàn toàn không hiểu. Em nói thật nha, có rất nhiều người phụ nữ bị đắm chìm trong các cái cuộc hôn nhân mà họ không tìm ra lối thoát của họ, bởi vì họ không biết mình muốn cái gì và luôn luôn sống theo mong muốn của người khác. Chính vì thế thay vì ngồi than vãn hoặc là tìm những cái biện pháp xử lý anh chồng lấy ghen như thế nào ấy, thì em chỉ xử lý một lần thôi. Nếu như bây giờ anh cảm thấy anh ghen quá, anh đi cùng đi, ngày nào anh cũng đưa anh đi cùng thay vì em phải tự lái xe. Vừa đi vào đi quay cùng luôn, ngồi chờ phơi nắng nè, uống cà phê ngày 80 bận nè, đi ăn 40 bữa một ngày nè, cái gì làm gì đi cùng luôn. Ngồi ở nhà con cái cho bà giúp trông vậy đó, xem có chịu nổi không. Đi nổi đó là cách giải quyết của em. Quá hay. Còn bây giờ ví dụ như chồng em ghen quá thì em sẽ giải quyết như thế nào? Ổng mà ghen quá thì như cũng giống như Yến á, không có để cho cái người đó lấn lướt mình hoặc là mình chiều người ta để cho người ta cảm thấy là mình giống như ghen quá, mình phải năn nỉ hay mình giải thích quá nhiều. Mình không có điều đó mà lại đi làm tự nhiên mình cảm thấy ủa giống như mình sai vậy. Sao mình phải xuống nước hay này kia nó không. Nhưng mình như luôn muốn là giữ như với ông xã thì
luôn có một cuộc nói chuyện. Cơ sở nào đầu tiên mình sẽ hỏi anh cơ ghen, sở nào anh ghen. Ghen? Tại vì ví dụ như em có làm gì để anh ghen? Không, em đẹp quá, anh sợ anh về chừng trước, sợ mấy thằng nghe khác ngược về đấy. Đó. Thì em sẽ trả lời như thế nào? Em đẹp quá, anh sợ mất em quá. Dạ nó ôi vậy thôi. Một á là anh lấy vợ xấu, hai là anh lấy vợ đẹp phải chấp nhận. Tại phải phải vui là vì vợ mình đẹp. Đúng rồi. Và mình có người vợ đẹp và người vợ mình yêu thương mình là mình phải mừng. Còn mà mình ghen mình sẽ mất vợ. À nghĩa là mình phải có một buổi họp làm gì tâm lý với anh. Đúng rồi, còn giờ mà anh ghen mà ghen bậy ghen bạ thì mất vợ ráng chịu. Tới cái lá bài của em nè, xin mời lá bài của em đọc lớn cho khán giả không nghe. Dạ, bạn sẽ làm gì khi chồng mình có mâu thuẫn với gia đình vợ? Trời ơi, cái câu này ghê nha. Có luôn nha. Đó đó. Cái này là tình huống, còn mà trong thực tế thì ông xã thì không có mâu thuẫn với gia đình bên nhà Như. Tại vì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là nhà Như ở Bình Dương, là Như ở Sài Gòn thì cũng ít gặp. Cái thứ hai là mẹ Như cũng qua đời 4 năm nay rồi. Cho nên là cũng không có cái gì để mà để va đập nhiều ấy. Mà bản thân mẹ thì lại là một người rất là tâm lý, rất tuyệt vời, nên ông xã rất là quý luôn. Vô câu hỏi này thì chồng mình khi có mâu thuẫn với gia đình vợ thì mình sẽ làm gì? Trước tiên mình sẽ nói với ông xã trước về một số tính cách của, ví dụ như nếu là thành viên trong gia đình, thành viên trong gia đình một người nào đó là sẽ có như vậy. Nếu mà anh còn cảm thấy như vậy thì em sẽ có cách để nói chuyện với nhà, nhưng mà sẽ nói khéo để cho anh cảm thấy là em cũng không phải là vì gia đình mình, bên gia đình em bên vực mà em để cho anh khó chịu như vậy. Em cũng có sự quan tâm tới ảnh mà cũng có sự quan tâm tới gia đình mình, chứ không phải là mình theo chồng mình theo mình hẳn mà mình cũng bỏ mặc gia đình mình. Phải dung hòa hai bên giữa mình này khó lắm luôn. Khó một đó, người đứng đầu ý. Thật ra thì cái này nó lại gặp trước khi em hôn nhân. Tức là lúc trước khi mà chị biết rồi đó, chuẩn bị lấy ông xã thì mẹ em không đồng ý đâu. Có lần mà còn gay gắt em đổ mẹ nó là có nó thì có tao, mà có tao thì không có nó luôn nha. Đúng rồi, lúc... Bởi vì là sao? Cái lúc đó thì anh ở anh xã nhà em chưa có công việc ổn định ấy. Thì thật ra cái tâm lý của một ba mẹ, đặc biệt là có con gái ấy, thì luôn luôn muốn gả con gái vào một cái nơi nào đó. Mình không cần bảo là gia đình người ta phải giàu có hay này kia, nhưng ít nhất cái người đàn ông đó nó phải có cái cuộc sống ổn định cho mình yên tâm, làm cho mình cảm giác yên tâm là con mình được gả về đó hay được cái người đàn ông này chăm sóc thì sẽ được hạnh phúc, sẽ được không có phải vất vả. Nên mà em chỉ lo lắng điều đó. Nửa năm trời là gần như hai mẹ con ít liên lạc. Bởi vì sao? Bởi vì là em cả ông xã đã sống với nhau trước khoảng 2 năm rồi mới cưới. Thì cái thời gian đó em ở với ông xã thì chắc chắn là mẹ con sẽ ít liên lạc với nhau. Nhưng em nghĩ là tất cả những cái khó khăn, những cái khúc mắc, những cái nút mà gọi là cái nút thắt ấy, sẽ cần phải thời gian gỡ bỏ. Và cần cái nhất đó chính là cái mong muốn gỡ bỏ của từ hai bên. Dần dần thì mẹ em bây giờ nha, mẹ em cực kỳ yêu thương ông xã em luôn. Ông xã em là cái người mà cách cư xử của anh ở ngoài đối với gia đình, đối với xã hội, đối với bạn bè, gần như chưa bao giờ em nghe thấy ai chê trách ông một điều nào. Tức là cái cách ứng xử của anh ấy, cái cách anh ấy đối diện, dù nó là một cái câu chuyện nó thiếu tích cực, anh ấy luôn luôn là cái người nhịn rất tốt. Luôn luôn nói là cái gì? Em có thể hơn thua, em có thể hơn thiệt với người ngoài, nhưng riêng gia đình là không bao giờ được phép. Chịu phần thiệt. Chính xác luôn, lúc nào anh cũng chịu phần thiệt luôn. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những cái tình huống cũng rất là hay. Đôi khi nhiều khi mình sau này, lỡ bây giờ mình không gặp, nhưng sau này lỡ mình gặp trong cuộc sống của mình thì mình biết cách ứng phó. Và bây giờ nhiệm vụ của hai bạn là hãy cầm điện thoại lên và chụp cái sản phẩm của mình. Chút nữa mình sẽ gửi cho chồng mình, fan với chồng mình nghe. Rồi bây giờ đã chụp hình xong rồi, lát nữa món quà này mình sẽ đem về mình tặng chồng mình nha. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ trải qua thử thách, và sau cái thử thách này chắc chắn gia đình mình sẽ lục đục nhẹ nha. Và đây chỉ là món quà gọi là lót đường trước đó nha. Bây giờ mình sẽ đưa ra thử thách cho chồng mình, sẽ nói cái gì đó, cái câu chuyện đó nó khủng khiếp lên để coi phản ứng của ổng như thế nào. Ê anh Nhung, đi chưa? Chưa, em đang chờ quay xong mình mới đi. Anh ơi, bần thần nãy giờ luôn á. Bữa em quay cái đi tập trình quay bài song ca đó, xong rồi lấy xe ra cái có cái chị kia bán vé số, thấy tội quá em mới mua ba tờ. Mà em mua sao em nhét vô cái quần, em thay việc đồ diễn ra em nhét vô quần, xong em cũng quên. Em quên đi lấy ra, qua về thấy chị phơi ra mà nó rách rồi, vì mà chị cũng để trên bàn cho em á. Cái em nãy em ngồi em dò, nó chật một số đó. Mà người con em thì đó, mà bây giờ là coi như là trúng 50 triệu đó anh. Mà giờ bị rách rồi, ba tờ. Đang mất xã hội thì sao? Dạ. Mà hay trúng được lần đầu tiên luôn đó, giờ em không bao giờ em mua vé số luôn đó. Bây giờ sao anh? Chịu thôi chứ sao giờ, đập núi tiếc núi thôi. Phải của mình đâu thì tiền mình tự mình mất nó mới nói. 150 triệu đó, tại sao phản ứng của anh như vậy? Tiền của mình đang có mà mất. Chịu thôi, con này là trời cho mà mình không hưởng này chịu à.
Thôi vậy thôi nha, anh giờ tới giờ em quay rồi. Cảm ơn tấm lòng vị tha của anh nha. Tao mai luôn rồi. Ê, chắc giọng nhỏ khác đi đẻ quá, 22 rồi. Đẹp quá trời. Giai mới năm ba, con ba gì? Thì là số 5, số 3 của cái đuôi á. À. Ngũ, ngũ quý á. Ừ. Gọi lại. À, trời, sang. Chờ sợ vợ tôi đưa tiền. Alo, anh làm gì đấy? Ơi. Anh làm gì đấy? Bây giờ anh thả Tùng đi lên trên Bắc Giang. Nếu mà không có ông Vân thì anh thả lên đâu. Tờ con gái vừa mới ra nhật sĩ. À, không muốn lên đúng không? Ở nhà chơi với con tội gì đúng không? Tôi muốn thích bây giờ vào được mấy hôm vẫn ở nhà con. Ừ, em bảo này. Trong phát thì thôi. Mấy hôm vừa rồi em thấy nó hơi đau ở cái bụng dưới á. Em cũng phải đi khám chứ. Sang đầu tuần cũng đi vào siêu âm nhiễm xem thế nào. Bây giờ mình thấy nghi ngờ là phải kiểm tra. Ê, nhưng mà tự dưng mà đi ra mua que mà thử lên hai vạch là sao ta? Lại mà phải thử buổi sáng. Sao anh biết, anh có kinh nghiệm gì không? Sáng sớm mới ra. Nhưng mà giờ mà lỡ mà lên hai vạch rồi sao? Cười á? Làm gì có chuyện á? Giờ làm nào? Để đứa nữa. Mấy giờ về đấy? Chắc phải 11:30. Ê, nhưng mà nếu mà hai vạch rồi sao ta, bây giờ làm thế nào vậy anh nhỉ? Thế anh cái bà luộc rau quá, ít anh bảo thế này sau Yến ra ăn kiểu gì, bảo sau Yến ra ăn được. Mình hỏi thế giờ cũng một vấn đề thôi mà chồng mình không trả lời. Xong chưa? Sắp xong rồi. Xong rồi về. Ê, anh bây giờ mà có bầu rồi sao ta? Cho con lên ăn cái anh ta nhé. Mọi người gọi quá, gọi sáng. Ê! Nhiễu quá. Anh thấy không, chồng em là khô khan vậy đó, không bao giờ lừa được không ý. Ông có một cái lập luận và cái sắc bén không ý. Thế thôi nha, về chết với tôi. Trong đội trống cái gì á, đánh trống lãng này. Không bao giờ nhắc đến, bởi vì làm gì có chuyện đấy. Là thôi đánh trống lãng có chuyện khác phải biết à. Dễ hả? Ê, biết nhưng mà không phản xạ nha. Sẽ gài có chuyện khác, trong tất cả mọi tình huống chồng em có một cái vậy đó. Trong tất cả mọi tình huống. Là biết nói xạo đúng không? Không người biết có xạo hay không, kể cả trong chuyện xử lý được là sẽ chính xác. À, không xử lý được. Không bao giờ phản ứng ngay tại chỗ, đấy là lý do tại sao vợ chồng em không bao giờ cãi nhau. Vậy bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị ở chương trình, đó chính là phần lời chưa nói. Ở phần này thì những người vợ sẽ có những lời chưa nói, lời cảm ơn, lời xin lỗi, hoặc là cái lời gì đó mà khi mà hai chồng sống với nhau mình ngại nói ha. Xã ơi, để mà nói thì cái khoảng thời gian mà có con xong rồi sinh con xong rồi nuôi con nè, mà có những cái mình rất là stress, vợ rất là căng thẳng, thậm chí giống như mình nghĩ là bị trầm cảm, nhưng mà em cảm thấy là anh còn thờ ơ lắm, anh chưa có hiểu tâm lý của em nhiều để mà có thể chia sẻ cũng như là nói những cái lời để mà em cảm thấy được xoa dịu. Thực sự cái khoảng thời gian đó em rất là căng thẳng. Em cũng làm công việc nghệ thuật mà em lại phải gián đoạn, chỉ ru rú ở nhà, chỉ có tã sữa với con mà con thì khóc. Bản thân em thật sự lúc đó cảm thấy rất là buồn, rất là bế tắc, và cảm thấy là không biết khi nào mình có thể trở về với công việc, và khi nào mình mới có thể cân bằng lại mọi thứ. Em ước chi lúc đó là được anh hiểu nhiều hơn để mà có thể chia sẻ. Thậm chí là em cũng không cần anh phải phụ giúp em nhiều, mà chỉ cần anh nói những cái lời yêu thương nhiều hơn thì để cho em cảm thấy mình được an ủi chẳng hạn. Thì cái thời điểm đó thật sự là em cảm thấy anh khá thiếu sót với em. Sau đó chúng ta cũng đã có những cuộc tranh luận, cũng có gọi chút là cãi vã với nhau. Và em thấy là anh dần thay đổi rất nhiều. Anh yêu thương con, anh quan tâm con và anh chơi với con, chăm sóc con. Bây giờ hai cha con cùng ăn cơm với nhau, cùng đi chơi đá banh với nhau, rồi cùng làm bài tập. Nói chung là khoảng thời gian anh dành cho con rất rất là nhiều, và em cảm thấy là con cũng rất hạnh phúc khi mà có ba với mẹ đều quan tâm yêu thương. Thì cái điều đó em phải cảm ơn anh. Em luôn luôn ghi nhận và biết ơn vì điều đó. Xin chào anh xã. Bình thường hay gọi là anh cho tình cảm nhỉ, bởi vì ở nhà thì anh hay gọi em là cún. Cũng phải rất là cảm ơn cái từ cún đấy, bởi vì từ ngày mà em yêu anh rồi lấy anh ấy thì em luôn có cái cảm giác là mình nhỏ bé trước anh. Cái điều đấy cũng làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều vì được che chở. Trải qua cái quãng thời gian mà mình yêu nhau, đến ở với nhau, bên nhau đến nay 12 năm, và cũng vừa mới trải qua kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thì em cũng mong rằng là chúng ta sẽ có thêm nhiều lần 10 năm như thế. Cái giai đoạn mà em cảm thấy được gọi là khủng hoảng nhất ấy, thì nó cũng làm cho tinh thần của em khủng hoảng. Cái điều đó thể hiện là cái gì?
là anh thực sự rất là quan trọng trong cái cuộc sống của em. Bởi vì nếu như anh không quan trọng thì em sẽ không bao giờ cảm thấy bị khủng hoảng cả. Cái quãng thời gian mà chúng ta không nói chuyện được với nhau ấy, thì đấy là cái quãng thời gian mà em nghĩ rằng là chúng ta đã dành cái sự quan tâm cũng như là cái xúc cảm cũng như cái mong muốn của mình cho những cái vấn đề khác, nó không phải là gia đình. Em với cả anh đã là cha, là mẹ của hai thiên thần nhỏ rồi. Và em hy vọng rằng là chúng ta sẽ nhìn nhận cái điều đó một cách coi như là có trách nhiệm hơn. Bởi vì em cũng có một cái thời gian em bị sao nhãng cái chuyện gia đình. Cái này em cũng thừa nhận đấy là cái sai của em. Và em nghĩ là anh cũng đã nhìn ra những cái mà mình chưa trọn vẹn của một người đàn ông. Thật là may mắn làm sao vì em với cả anh cũng đã có thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra cái nút thắt đó và gỡ cái nút thắt đó một cách rất là nhẹ nhàng. Để giờ đây chúng ta lại có thêm một cô con gái rất là xinh xắn, rất là tuyệt vời. Và em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì trong suốt cái thời gian mà anh ở bên cạnh em, anh đã luôn che chở cho em. Và em mong rằng là chúng ta sẽ mãi mãi như vậy. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Và em cũng hy vọng rằng là anh cũng sẽ trân quý em giống như cái cách mà em đang trân quý anh và trân quý cái giá trị hạnh phúc của gia đình mình. Như vậy là thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay cảm ơn Yến cũng như là cảm ơn Như đã tham gia chương trình. Không biết cảm xúc của Yến như thế nào ạ? Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Lâm, chị Như, bởi vì là đã cho em một cái cơ hội để chia sẻ, cũng như là để chia sẻ về cái hạnh phúc nhỏ của gia đình em vào thời điểm hiện tại, chia sẻ về những cái câu chuyện đã qua, rồi cùng nhau đón một cái mùa xuân mới rực rỡ như những đóa hoa vậy. Và em cũng hy vọng là tất cả quý vị khán giả cũng sẽ có được những cái niềm vui trong năm mới năm nay. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Cảm xúc của Như bây giờ như thế nào? Giờ là Như rất là vui, bởi vì ngày hôm nay là được bóc phốt chồng nè, kể xấu chồng nè, rồi thật ra cũng là một chút mình ôn lại cái khoảng thời gian đã qua, cái trong khoảng 9 năm vừa qua mình với ông xã cũng đồng hành với nhau. Trước thềm năm mới thì kính chúc cho quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, luôn nhiều niềm vui nè, và đồng hành với lại Thám Tử Hôn Nhân thật nhiều trong những số tới nha. Cảm ơn Như, cảm ơn Yến rất là nhiều đã nhận lời tham gia chương trình. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1985 ạ. Vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì ạ chị? Em làm bên nồi thất, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình là thì 8-9 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thích chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, thế vậy điểm yếu à? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À?
Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Dạ, cái gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi Tàu em lấy chồng và vào trong này. à? Lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này. Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp rồi À cũng có cái nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về một cái làm. thế ở ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhìn lại mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung thì em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc nữa thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu có nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông này biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vụ cô cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị về chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt Tại sao lại chị lại nghĩ vậy? tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, để em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, phụ thuộc với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Nói chung là em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng cũng có nhiều cái trời đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa, nhưng mà được ấy là em, nếu mà ở miền Nam là được cũng được. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Tại đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đơn nhẹt là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? À, hai con nó thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. Nên nhiều khi Dũng vui vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, Dạ trên vâng đúng bản rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình rồi. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 thôi. Từ 45 tới nay cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn á. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Là một buổi casting của bạn Nguyên Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha.
Rồi, bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. Dạ, em chào chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh. Thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. Hiện tại 189 hả chị? dạ 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó? Dạ không, em Không tài gì hết. không có tài lẻ. Dạ Ồ rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh đó thì ngoài thì về nấu ăn đó thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được rồi. Kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình. Thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình thì mình quen nhau được bao lâu? Dạ 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Quen 5 năm cũng dài đó. Thì Dạ sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc. Lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi? Hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp Dạ, xúc mà em không có cảm xúc. có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Em nhưng mà em mong là gặp được một người thì trong đó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng.
Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn như thế nào, đẹp trai số mới? Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu. Tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m50 à. À, cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình thôi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok, rồi. Đây là một buổi casting thôi. Thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Đây là một buổi casting của ban muốn hẹn hò, nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên và tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi. Còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào, chị tự chủ động giúp em với. Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đồng, còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Rồi, quê quán Hà Tĩnh thì... chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ. Một con trai 7 tuổi ạ. Ờ. Rồi, một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ, năm 2015 ạ. Năm 2015, rồi mình tính năm bao nhiêu thì mình tặng không ạ? Em chia sẻ đến, kỹ thức ạ. 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha. Phượng chia sẻ dùm chị một... Cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ cùng chị em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ. Dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy ạ. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Mà không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ.
Rồi, em đang nuôi con trai luôn. Nhà không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á, không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Ừ. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Dạ, ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Ừ. Ở với ông bà nội và bà. Rồi hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em đang ở đâu? Dạ, cũng ở Nam Định ạ. Là sau hôm đi hôm này chồng cũ về quê? Dạ. Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Nhà ưu điểm của em là hoa đông, thật tha, không thích gây chuyện, nói chung là dí hoa vi quỷ á. Còn ưu điểm của em là dễ tính người. Và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. À, giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Ừ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò thì được không? Dạ không chị ạ. Mà chúng các em có ưu điểm thì cùng chịu khổ, siêng nắng nè. Nhược điểm là cùng hơi chậm ạ. Hơi chậm. Hơi chậm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhưng thư viện trường học. Chậm, chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Ừ. Chậm cỡ nào này? Dạ, thì là chúng mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thì nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 em phút. Em lại phải dậy sớm hơn, dạ. Ừ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cũng 5 giờ là dậy rồi. Ừ. Em vậy ở là... Cát Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm được mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định. Cao 1m70 trở lên, cũng đừng gầy quá, chân thành, trung thủy, yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, hay tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em được chưa? Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó sẽ ở với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đóng người á thì thấy tốt cho con hơn. Thế một năm gặp con được mấy lần? Dạ năm gặp 2 lần ạ, hè và tết ạ. Hè và tết là bé vào đây với em? Dạ không, em bên ngoài quê á. Vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ, thì cùng ở ngoài Bắc á, mẹ em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa? Dạ. Ừ. Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok? Dạ, thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả. Vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường, nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Dạ, em không thích người ra trường. Nói chung là nói được làm được chứ không thích người nói nhiều mắng chứ làm. Tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi thì... từ 40 4 4 37 đến 45 chị.
Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng cũ em 35 tuổi. Là sinh em thích người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích là bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em hoặc là em có thể chấp nhận được. Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội hoặc công an. Dạ. Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, chồng cũ em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định về. Dạ. Hồi trước làm Lâm Đông, bây giờ về Quế làm. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có thể chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha.